anh không thèm kéo mất vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Mày đứng lại. Chồng tôi lắm. Mày đứng lại. Mày đứng lại. Tao giết mày chết. Mày đứng lại. Nè, tao nói mày nghe. Đi, đi liền. Bữa nay tao phải đuổi mày đi. Hả? 30 Tết tao cũng đuổi mày đi. Con vợ gì đâu mà ly lắm. Cái gì? Ông tối ngày lo ăn nhậu, không có chịu lo làm việc gì hết trơn hết trời. Ủa, mày nói mắc cười quá. Cuộc đời tao có gì vui đâu. À, tao ăn nhậu là đúng rồi. Dạ. Bây giờ tao hỏi mày à, ruộng ai làm? Tôi làm. Việc nhà ai làm? Tôi làm. Con cái ai lo? Tôi lo. Mày lo hết, tao lo gì, tao nhậu. Ông nói vậy ông nghe được hả? Nghe được mới nói cháu. Tôi làm bao nhiêu chuyện đó là để cho ông có sức khỏe, ông lo đi mần, ông kiếm tiền gì nuôi vợ con. Ông không làm gì, 30 Tết rồi mà ông coi trong nhà không có cái gì hết trơn, trời làm sao mà cúng rước ông bà chứ. Mày rước đi, mày thích thì mày rước đi. Đã biết trong nhà không có gì còn rước ông bà vậy làm giống ông gì? Hả? Có nghe ngược vậy? Mà tao hỏi mày nghe nè, cái chuyện rước ông bà là chuyện của mày. Hồi xưa tới giờ ai cúng? Thì tôi cúng. À, vậy mày cúng thì tiện mày lo đồ cúng đi. Mất mớ mày nói tới tao. Không nói gì mà không nghe được không Tư? Được xong được. À. Tao thích nè, nè, chưa nói nha. Tại sao vợ chồng với nhau mà mày đi ăn cắp đồ tao mày giấu? Tôi ăn cắp cái gì? Mày ăn cắp 40 lít rượu của tao mày giấu. Trời. Tao mua để tao chuẩn bị để tao nhậu Tết mà. Trời ơi, Tết trước tới đây là không lo sắm trong nhà, còn mua rượu về để trữ uống. Bọn tính ngâm rượu mẹ con tôi hả? Cái mặt mày không là 50 lít rượu ngâm chưa đủ. Mày là phải ngâm một cái hồ rượu. Mày xuống nước còn tràn lên mà. Ông á, tối ngày nó ăn nhậu không à? Hả? Cái cây mai này nè, tôi trồng á, là đáng lẽ mùng 1 nó mới nở. Ông sai xỉn, rồi ông đi tiểu vô giờ nó nở sớm rồi nè. Con quỷ này. Ê, đây là nhà của tao nè. Tao đi về, tao thích tiểu là tao tiểu nè. À, tao tiểu là do tao do ăn cá khô cho nên đạm nó nhiều. Cho nên nó nở sớm. Còn bây giờ nói nè, con cái mày cũng dẫn về ngoại hết đi nè. Để ở đây đứa nào tao... Anh nói gì kỳ vậy? Con cái là hai vợ chồng nuôi. Bây giờ anh kêu tôi nuôi tụi nó là sao? Mày đẻ mày phải lo chứ. Cái gì? Mày đẻ ra nó mày phải lo chứ. Ông không làm lấy gì tôi đẻ. Mày nói câu này là mày vu oan giá họa cho chồng mày rồi. Tao làm gì đâu. Hồi mà tao lấy mày về tao mập bự con. Thấy không? Xong đầu lấy về xong xuôi. À, mỗi lần á mày ấy cái mày thích cái gì cái mày cho tao uống rượu tao xỉn cái tao nằm nè. Tao nằm tao không biết gì, 2 tháng sau mày thông báo mày có chữa. Mà mày đẻ 14 lần tao lép còn nhiêu đây. Mày làm không cho tao làm đâu. Mày đổ thừa tao mày. Đơn giản. Tôi không ngờ là một người chồng nát rượu như vậy. Ê, nói chuyện nát rượu là sai nha. Tao uống là tao uống nguyên bình không, chứ không uống nát nha. Bây giờ đi. Đi liền. Anh... Đi. Anh đuổi tôi hả? Đi. Đó, trời ơi. Không biết hồi xưa cái mắt thẩm mỹ của ta chừng nào mà ta lấy mày kìa. Ngáp như con cá lạng hay con. Anh đuổi tôi. Trời. Bỏ xuống. Mày bỏ xuống. Trời ơi. Trời ơi, ta nói mày nghe mày dở lên bao nhiêu người ói hết. Đi. Mày lì hả? Đi không? Nè, trước khi đi, đem cái bàn thờ đi luôn. Tết tao nhậu tao không có cúng đâu. Anh cứ để cái bàn thờ ở đây đi. Để cho ông bà chứng kiến có thằng cháu mất dạy. Mất dạy mà. Mất dạy hả mày? Mày dám nói tao mất dạy hả? Anh không có đánh tôi nha. Tôi nhịn anh bao nhiêu năm nay đó, là tôi sống giống như trong ngục tù vậy đó. Chứ không phải tôi sợ anh đâu. Tại vì tôi muốn gia đình êm ấm, không muốn bà con là hàng xóm người ta nói là gia đình mình cơm không lành, canh không ngọt. Bây giờ có cơm lành ngọt hay không mà nhìn hai người là biết ai ăn nhiều, ai ăn ít rồi. Đi mày! Anh đuổi tôi nha! Đi!
Nhưng mà ra duyên á, mà anh đem kiệu qua đó khiêng tôi đi, tôi cũng không có thèm về đâu. Mày xe bò kéo còn không nổi ở đây mà khiêng kiệu. Đi ra đây. Anh đi đi. Trời ơi. Có chỗ nào mà lấy mỡ xa cho đưa con này vô lấy hết. Phẻ, bây giờ là phẻ ra. Một mình một nhà, muốn uống sao uống, không có bị cằn nhằn cửa nhửi cái gì. Gì hả hai? Đi đâu hả? 30 Tết mày ôm chiếu ôm lợi đâu hả? Tao thông báo cho mày biết một cái tin xét đánh. Cái gì? Con vợ tao nó đảo tránh tao rồi. Bây giờ nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa tao cái bịch xốp này với lại cái chiếc chiếu này. Mày coi tao sống làm sao, tao ăn Tết ở đâu? Bởi tao nói mày ngu quá, mày không làm theo lời ông bà. Ông... mày để con vợ mày nó ăn hiếp mày. Tao nói cho mày nghe, năm nay mày ăn Tết chung với tao đi. Hả? Bây giờ tao cũng một mình, mày bị vợ đuổi, tao mới đuổi con vợ. Hả? Hai đứa mình chơi xả láng năm nay. Ê, mày nói ông bà nói gì? Ông bà có cái câu là dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về. Ồ. Cho nên nó bơ vơ mới về mình phải dập nó lên. Ồ, vậy là ông bà mày, còn ông bà tao là khác. Sao? Mà đặc biệt ông bà của con vợ tao nó khác nữa. Sao? Đêm động phòng qua chút, tao chưa mừng ăn gì ráo trọi. Mày biết nó hát cái câu này nè. Câu gì? Dạy con từ thở còn thơ, dạy chồng từ thở tơ hơ mới về. Ê, tao nói mày nghe, mày không để ý cứ rước dâu nha. Đó, mày cứ canh me cái bóng nó mày đạp. Là từ đó trở đi nó sợ mày. Ủa đạp cái bóng là mình làm. Là mình trên kèo nó. Ờ, tao đâu có biết. Bây giờ vậy, chạy chiếu ra, chạy chiếu ra. Bây giờ nhà tao không có ai. Đó, chạy chiếu ra, tao với mày nhậu múc chỉ. Đúng người rồi. Người ta nói vậy nè, tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè, tháng 3 mới tới rượu chè. Nhưng tao với mày sẽ uống từ 30 cho hết tháng 3. Rồi. Anh tươi. Nhậu đi. Anh Tư ơi, thần tài đến bên anh rồi. Từ đây kiếp hàng gì sẽ không còn ở bên cạnh chàng. Kể từ đây đời anh may mắn đã gặp số hên. Anh sẽ đi lên từ đây phú quý giàu sang. Forget me not when you have a lot of money. Đã cho rồi xin anh chớ phụ tình em. Ê, cái con vé lồ kia, mỗi lần tao thấy mày lùn lắm mà bữa nay sao mày cao dữ vậy mày? Kệ em đem xăm xôi quá à. Nó quất cái cặp chuồng ba lá kìa. Ê mày vô đây làm gì vậy? Em vô... Ê, tao nói nghe nè đực. Gì? Kỳ quá à, anh Tư kỳ quá à. Đực nó đi xa rồi, giờ tao có tên mới. Tên gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Lý mà... Nhã Nhị Ngọc. Tên gì mà kỳ cục hả? Mày tên khai sinh là Nguyễn Văn Đực. Cái chữ Đực giờ nó đổi lại rồi, nó lấy cái tên là Lý Nhã Nhị Ngọc. Cái ủa? Tên em mà mày nhả hai hột ngọc đó chưa? Kỳ quá à. Cái gì? Cái vụ mà có nhả được hai hột ngọc đó hay không phải tùy thuộc tư. Ê, mày đừng vô duyên, đừng nghe lời nó nói nha. À. Đừng vô duyên nha mày. Hồi nãy em nói rồi á, đã cho anh rồi xin anh chớ phụ tình em. Hả? Trời ơi, mày gian díu với con ngựa này à. Tâm bảy. Ê, mày nói cho đàng hoàng á. Tao làm gì tao cho mày gì? Em biết thế nào anh cũng lật lọng hà. Anh Tư. Vậy sáng nay trong bụi chuối đó. Trong bụi chuối đó nhớ không? Bụi chuối gì bà nội? Lúc em cho anh, em có quay clip lại. Chết mày rồi Tư ơi. Mày vô bụi chuối, mày tà thế
tí tè với nó quay clip đợi nó đưa lên YouTube là nó tống tiền mày sạch máu. Chết cha mày rồi. Tao té bà nội mày. Anh hai làm gì mà té? Ê mày nói đàng hoàng á. Nó nghe nè. Tao mới uống sơ chơi chứ tao không có chỉnh đâu ạ. Tao kỳ quá à. Cái chuyện mà tống tiền là anh Tư yên tâm đi. Em có làm gì đâu. Anh muốn cho nhiêu cho à. Cái gì? Dạ nhưng mà cái clip mà quay lại là có. Đây nè, hồi sáng lúc mà em bán trên 3 tờ vé số mà thiếu á, em có quay clip lại để làm bằng chứng. Trời ơi, nó bán vé số mà nó cũng quay clip lại làm bằng chứng làm gì mày? Dạ. Mày làm với ai vậy? Bây giờ mày qua đây làm gì? Em nói với anh Tư nghe nè, 3 tờ vé số mà em đưa cho anh đó trúng độc đắc. Vậy? Mày mới nói gì? 1 tờ 2 tỷ 3 tờ 6 tỷ. Anh trúng độc đắc 6 tỷ. Tao thiệt hả? Yeah. Mày thề đi. Nếu mà nó không trúng độc đắc cho mày chìm ghe mày chết đi. Em thề. Em chắc chắn. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Ba tờ giấy số. Mày để đâu? 3 tờ giấy số trúng. Cái gì vậy? Anh làm gì vậy? Mày để đâu? 3 tờ giấy số cái quần. Cái quần là sao? Anh yên tâm, bây giờ mình trúng 6 tỷ là anh mua 1.000 cái quần cũng được. Không. Tao để trong cái quần kia không biết giặt chưa. Trời ơi, kiếm lẹ lên, kiếm lẹ lên. Trời ơi. Đừng. Quý. Đừng gì mà đừng. Ví dụ kêu mày làm cái gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Nhã Ngọc. Dạ, Nhã Ngọc đây. Ok, chừng nào mày nhã kể cha mày, nhưng mà tao hỏi mày nè. Tao hỏi mày nè. Thì anh hỏi đi. Thì mày trúng thiệt 3 tỷ số 6 tỷ hả mày? Trời ơi, bán cái số mà. Làm sao mày em sẽ trật được ôi chứ ôi. 6 tỷ. Gần Tết mà nó hơi thiếu ớn luôn ha. Dạ. Ôi ôi. Nghe nè. Gì? Đúng ra cái số đó là số của anh đó. Là sao? Sáng sớm em nghĩ tới anh rồi. Em phóng qua nhà của anh. Em định dâng lên cho anh. Mà lúc đó không biết á, anh ngồi trên cái phản anh nhậu đó. Xong biết anh làm gì mà vợ anh giận quá. Trời ơi, chị cãi quá. Xong rồi anh cãi với chị. Xong rồi chị đá xong phía bát. Anh dâng dính lên trên tường. Té xuống sập mặt luôn. Thì nó quấn tao nè. Dạ. Xong rồi lúc mà anh nhậm xuống, anh định ngồi vậy, anh định trả lời chị. Chị tán thêm 2 bạt tay nữa. Là cái lúc mà em phóng tới em khiều anh đó. Em định bán 3 tờ giấy số cho anh. Mà anh không, cái số không có hưởng. Gì vậy? Tổ cha mày Nhã Ngọc. Sao lúc đó mày biết nó trúng rồi mà tại sao mày không đàn áp tao? Mày không quýnh tao, mày không neo đầu tao mày ngồi. Mày yêu cầu tao mua tờ giấy số đó. Em cũng muốn lắm anh ơi, nhưng mà 3 cái vụ này phải có số hưởng nữa anh ơi, 3 cái vụ tiền. 6 tỷ, trời ơi, hôm nay tôi ăn Tết tiêu rồi, trời ơi. Anh hai. Trời ơi, chết rồi, anh xỉu rồi, trời ơi. Đây, em. Trời ơi, có dầu gió xanh của công ty Enhin Corporation. Vừa mới gửi về, để em xích cho anh nha. Trời ơi, này, thấy cái hộp nó lấp lánh, vậy mới là hộp thiệt nha. Đó, người coi tới là người Việt ở Mỹ, là ai cũng phải mua một lố về để cho Tết. Đây nè, tỉnh dậy. Trời, anh hửi dầu gió, anh hửi em. Tỉnh dậy. Anh mà có 6 tỷ chị đâu có đánh anh dữ vậy nè. Đúng rồi. Lấy dầu gió xanh đó, Anhin Corporation xức vô nha. Cái dầu này xức sao nghe nó êm quá. Dạ. Em mượn coi. Dạ. Thôi cho tao luôn nha. Ê, tại. Đồ thiệt nha. Không phải làm nên dễ vậy. Ê, mày nói lên, nói lên. Nói lên. Sao anh Tôi? Tao đã kiếm ra 3 tờ giấy rồi. Nếu mà mày dò mà trúng, tao mua cho mày mấy chục lố cũng được. Cầm. Bây giờ là coi như mắt tao hết thấy đường rồi. Tao quéo hết rồi. Bây giờ mày dò coi chút. Giấy dò đâu? Dạ, giấy dò. Mày dạ, đọc dạ, coi chúng dạ, không? Dạ, rồi. Mày coi nha, mày coi số nha. Không. Đọc đi. Không. Đọc đi. Không. Cái con quỷ. Trời ơi, mày đọc mà. Dạ, em nói là số 0 đó anh. Số 0. Số 0. Số 0. Ở trong đây có 3 tờ có đều có số 0 hết. Không, có luôn. 221 221 21 cuối đó. Trời ơi, số 21 yêu quý. Trời ơi, trời ơi. 00221. Ê, ta trúng rồi hai ơi. 00221. Mày sẽ là đại gia rồi. Mày đại gia rồi. Tao sẽ là đại gia. Tao sẽ là đại gia. Tao nói cho mày nghe. Tao với mày không phải là uống rượu tới tháng 3 đâu. Uống rượu tới khi nào người ta cúng rượu thì thôi.
Vậy là chết rồi hả? Làm đại gia cái tướng đổi liền. Mày cho tao hầu mày nha đại gia. Anh Tư. Dây. Trời, tự nhiên giờ em thấy đẹp trai dễ sợ luôn vậy á. Khỏi cần khen. Nói nghe nè, thường mà người ta trúng số mà 6 tỷ giống vậy đó, tiền tỷ đó, cái người ta hay lì xì cái tiền hên cho cái người đem may mắn. Yên tâm, yên tâm, tao nói cho mày nghe nè, được. Ê, Ngọc. Tao nói cho mày nghe nè, nhả hai hột ngọc. Dạ. Tao không phải là người hẹp hòi. Dạ. Chắc chắn tao sẽ tặng cho mày. Dạ. Yên tâm. Dạ. Hôm bữa anh Tí á, anh trúng 2 tỷ là anh cho em 1 tỷ đó. Bây giờ anh trúng 6 tỷ nãy anh cho em 3 tỷ. 3 tỷ, 3 tỷ. Chắc mày má tao à. Tao còn con còn vợ tao nữa. Ở đâu cho mày 3 tỷ? Vậy 2 tỷ. Về đi. 1 tỷ. Mày lấy tiền, mày lấy tiền làm gì? Dạ cứu cái mặt bằng số 1 này của em nè. Trời ơi. Trời ơi, tao tưởng cái gì? Ba cái đồ quỷ đó hả? Tao ra giường tao hái cho mày cặp bự đặt vô. Ok. Ôi, không có chịu đâu à. Mày quy qua cái con số đi chứ, tự nhiên cặp bự tự nhiên lại lấy cặp bự treo toàn tèn bị ghê lắm thôi. Cho tao nói mày nghe, mày đứng mày nhỏ nhã một hồi à. Không cho một cắt. Báo cho mày biết vậy luôn á. Đi về đi, đi về đi. Có tiền muốn nói gì nói nè mày. À, đi về. Ai? Không cho mày một cắt nào. Bữa nào mày tao kêu mày là thằng Đức. Thằng Đức. Anh không cho em mấy không? Không. Anh nhớ nó không cho em đi nha. Không cho. Em về đó anh hai. Ê Đức. Ê Đức. Đức nghe. Ê Đức. Bây giờ đi lãnh vé số. Ờ, đi lãnh vé số. Ê, nhưng mà bữa nay 30 Tết. Ừ. Đâu có ai cho lãnh. Đúng rồi. Cất đi, mày cất đi. Cất chỗ nào? Mày cất đi. Mày cất làm sao? Lận, nhét vô đây. Hộp, bỏ vô đây, bỏ vô đây. Nhét đây vô đây. À, ráng giữ nha con. Ừ, mày để trong đó, yên tâm rồi đó. Yên tâm. Thôi bây giờ nhậu đi. Uống đi, bây giờ đại gia rồi, uống kiểu khác. Đúng rồi. Hồi xưa tao với mày là uống bằng cái ly với cái nắp không? Bây giờ đại gia uống kiểu khác. Uống sao? Mày nóng hả? Uống về hội lớn lắm. Ờ. Sang năm hợi mà. Ờ. Sao mày uống rượu giống heo nái nhà tao ăn cáo hả? Tao đã nói với mày rồi, còn một ngày nữa qua năm hợi rồi. Trời đất ơi, ông nội ơi, nó uống. Ờ, uống nữa đi, uống cái dáng này đẹp nè. Uống nữa đi. Tao chế vô cho mày uống nữa nè. Đó. Uống ha. Uống đi. Phê. Ráng uống miếng nữa đi. Mày xỉn chưa? Ráng uống miếng nữa. Mày xỉn chưa? Tờ vé số này, ba tờ này là của mình phải lấy lại thôi. Ủa bà, từ nào giờ tôi chưa thấy thằng nào ngủ dáng này nha. Dáng này y như nằm trong bụng má nữa trời. Không sao, tao lòi ra, tao bẻ cặp giò gà này, tao lấy ha. Sao nó ngủ khôn dữ trời. Trời đất ơi, sao mà lấy được đây trời. Cái thằng này trời. Nó khôn không được. Trời ơi, nó trở lại là chết. Trời ơi. Biết vậy đá ăn cái cho nó làm sải lai lấy luôn cho rồi. Ba tờ vé số bây giờ nằm trong tay của mình rồi. Trời ơi, vô lẹ đi chị Tư hả? Tư đâu? Anh Tư đâu? Chồng ta đâu? Dạ vô đi chị Tư. Trời ơi, vô. Kìa anh Tư nằm kia. Trời đất ơi, tôi đi chút xíu mà là ổng nằm sai xỉn như một đống vậy nè. Dạ. Thiệt, bực mình nè.
Trời đất ơi. Anh hai, anh vô nhà tôi, anh là đàn ông mà nói chuyện một người phụ nữ với tôi. Chị Tư, hai lần chị Tư. Hai người phụ nữ lần. À, nói chuyện với hai người phụ nữ. Đẹp. Gì vậy? Nhìn hai bà muốn ói đẹp chỗ nào? Giống như Hà Bá dưới sông trèo lên mà đẹp. Nè, anh nói chuyện với hai người phụ nữ mà anh để cái tay làm cái gì vậy hả? Tôi để cái tay tôi làm sao? Rút tay ra. Từ hồi bây giờ muốn để chỗ nào kệ cha không đi. Chủ ý là 6 tỷ. Sáu tỷ? Ừ, 6 tỷ chị. Nè, hồi nãy mày nói trong ông cắt ở đâu vậy? Hồi nãy em thấy anh nhét trong quần anh á. Trong quần hả? Dạ. Ủa, sao không thấy? Trời, chị chui vô quần ảnh đi. Tao đập vô mặt mày nha mày. Hay là nãy anh nhậu nhẹt ở đâu anh rớt ở ngoài, mình kiếm ngoài đi chị. Mày xét thử coi. Ê, anh hai, anh hai. Gì? Nãy anh vô đi đứng đàng hoàng lắm mà sao giờ tự nhiên anh xòe vậy? Ê, kiến cắn người, kiến cắn anh hả? Mày không biết. Con vợ tao nó quýnh tao, giờ tao bị nội thương rồi. Thôi kệ không đi. Mày lót kiếp. Hả? Chị Tư à, nãy giờ em nghĩ là chỗ nào mình cũng xét hết rồi. Ừ. Còn có một chỗ mình chưa có xét. Chỗ nào? Mấy giờ mình qua, mình giúp anh hai mình khám thương cho ảnh đi chị Tư. Cái gì vậy? Cái gì? Hai người làm cái gì vậy? Mẹ tôi. Đi. Quét. Trời đất ơi. Tôi đâu phải heo đâu mà khiêng thập quyết ăn Tết. Trời đất ơi. Nè, cái người đàn bà có tập tạ kia. Liệu hồn nha. Nè, nói cho anh biết. Con Ngọc nó nói với tôi là cái chuyện vợ chồng, chồng tôi trúng số độc đắc. Một tờ 2 tỷ, 3 tờ là 6 tỷ. Ha. Mà nó nói trước khi nó đi trong nhà này chỉ có 3 người thôi. Đó là anh, nó và chồng tôi. Mà bây giờ tôi kiếm trong người chồng tôi không thấy một tờ giấy số nào hết. Thì tại sao nó là như vậy? Chốt cuộc tôi suy nghĩ chỉ có anh. Nè, nói cho biết nha. Nói cái gì phải có chứng cứ nha. Dù không ta cái tội ăn cắp, tôi thưa ra tòa ở tù một không à. Anh nói cái gì? Thưa. Chị Tư à, em thấy anh hai nói vậy là có lý đó. Ừ. Cái gì cũng vậy, nói có sách, mách nó phải có chứng, ra tòa mình mới bắt tội người ta được. Chị hiểu không? Đúng rồi, ông bà người ta nói cái câu đó là đúng rồi đó. Nó có sách, mách có chứng á. Bởi vậy em nói chị Tư nghe. Sao? Bây giờ mình phải xét thôi. Thà mít lòng trước được lòng sau chị Tư à. Như vậy. Anh lết đi đâu vậy? Anh lết lại vô đây đi. Lết xa quá người ta không có lấy được hình cái bản mặt gian xảo của anh đâu. Lết vô đây. Lết vô chỗ cũ. Con Ngọc tôi nói đúng. Tôi nghi anh lắm. Nghi gì? Tôi phải xét thôi. Nam nữ thọ bất tương thân nha. Ha, tôi là qua đã có chủ rồi nha. Từ à, chị cứ nhào vô à. Dẫu gì chị cũng là gái đã có chồng. Chị nhào vô vậy người ta quánh tiết hạnh chị là đúng rồi. Ảnh nói đó, nam nữ thọ bất tương thân đúng không anh hai? Vậy em được không? Gì mày? Nè, mày dừng lại nha. Hai người này tính xâm hại tập thể tôi phải không? Gì? Anh hai, Tôi thưa đó nha. Anh thưa cái gì? Tôi thưa ra tà đó. Tôi có luật sư Nhật Bổn mà. Anh hai. Ngọc. Dạ. Mày làm cái gì mà ông rên dữ vậy? Em mới có khởi động thôi à. Chắc tại anh nhạy cảm đó. Chị Tân, chị làm gì vậy? Heo mi. Chị Tân, ông nắm giò ta. Ông nhổ lòng chân táo. Chị Tư. Ngồi gì? Chị Tư. Trời ơi, anh tự tỉnh dậy rồi. Mới nghe nè, bây giờ em nói chị nghe nè. Bây giờ chị phải giúp em lột xác ảnh ra.
kiếm cho được, băng được ba tỷ sớm cho em. Dám đụng thân thể tao không? Trời ơi, dám đánh em. Dám đánh em. Ba tỷ sớm đâu? Trời ơi, ba tỷ sớm đâu? Trời ơi, ba tỷ của em. Ba, sáu tỷ này chị. Sáu tỷ này chị. Sáu tỷ. Dạ. Sáu tỷ nó đâu về ta? Trời. Nè, ông lượm ở đâu ra cái bộ đồ thi gớm vậy? Chị Tư, tôi muốn mặc bộ đồ này lắm hả? Không phải đâu. Dạ, em là em thích màu mè lắm đó. Dạ, kim cò là em thích lắm, em còn chưa dám bận bộ đồ đó nữa. Mày công nhận nha, anh gan dễ sợ luôn á. Mày đừng ghẹo tao nha mày. Con vợ tao nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa con bộ mà bị lộn bộ, mày ăn vừa đầu rồi đó. Khi nào anh không bận nữa cho em nha. Con bộ này biết tao đi ngang xào phơi đồ. Là bộ tập yoga của nó, tao hốt tao mặc để tối tao ngủ, mày biết chưa? Chị Tư, thôi bây giờ ông muốn bận gì kệ không? Chị Tư, anh biết bữa nay nó mới lòi mặt chuột ra nha. Anh là một người bạn nhậu của chồng tôi mà anh tham lam, anh dám phục rượu ảnh. Anh ăn cắp 3 tờ giấy số 6 tỷ. Không có, tôi chị mượn vốn làm ăn thôi. Mượn cái gì? Chị Tư, thôi, thôi. Bây giờ mình kêu anh, mình kêu ảnh vậy để mình là lãnh tiền đi. Một dạ. Cái ông chồng này nữa. Phụ chị chở. Đỡ anh đó. Dạ, dạ. Dạ, 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 em Tư ơi. Ốm mà nặng như quỷ. Trời ơi. Cái gì vậy? Vậy? Trời ơi, hai người đẹp đỏ quá mà. Anh Tư tỉnh vậy. Ơi, bớ anh Tư. Tỉnh như chưa? Hai em Ngọc đẹp. Ai cho mày về? Nghe là đâu biết mày về. Ai cho mày về? Tôi không về làm sao là giành được cái tài sản của ông chứ? Hả? À, sao? Tôi nói cho ông biết, có vé số rồi. Kể từ ngày hôm nay, trong nhà này tôi là trùm. Ông mà uống một giọt rượu đó hả? Thì tết đi nè. Anh còn đi chơi. Đi chơi. Ôi trời ơi. Ủa sao cái thế này nó giống mình đã gặp ở đâu rồi trời? Vợ anh mới dạy cho tôi đó. Hả? Vậy là con quỷ vợ mình nó đã nó có học trò rồi. Sớm này thế nào cũng có nạn nhân như ta thôi. Anh đừng cam ra nữa. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh. Chứ tôi ở đây làm chi nữa? Đi. Anh cứ đi. Đất. Hãy. Đất gì? Ngọc. Dạ. Yeah. Mày làm ơn mày lấy tài sản tao bển giùm đi. Lết qua mày lấy cái tài sản của anh. Cái con người gian trá, lừa thầy phản bạn. Con người của anh, tôi nói thiệt với anh á, bây giờ không có ai được sai tôi hết á, ngoài trừ chị Tư. Chị Tư nè, chị Tư 2 tỷ nè, chị Tư. Cái thứ thấy người sang mắt hoàng làm họ. Cái thứ của mày là cái thứ. Anh nói thứ gì anh hai? Anh nói thứ gì? Thứ gì? Mày muốn hỏi hả? Thứ gì? Cái thứ của mày dù ước mơ cho lắm thì không bao giờ mày nhả được cặp ngọc ở đâu. Tôi có nhả được cặp ngọc không? Đâu đến phiên anh cho, mà phải là do chị Tư cho. Ừ. 3 tỷ nha chị Tư. Đừng có hòng ăn ở bất nhân sắc đức. Nó sẽ toàn ten trên người mày suốt đời. Mày là một con quỷ nhiều chuyện. Đáng lẽ mày để cho tao lấy 3 tờ giấy số, tao lấy 6 tỷ đi. Tao có thể chia mày là 3 tỷ, mày biết chưa, đồ con ngu. Anh nói tôi nhiều chuyện hả? Chứ còn gì nữa. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Bây giờ tôi mới nhiều chuyện nè. Chị Hai. Trời ơi, 30 Tết mà chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ nè. Chị Hai. Ê, con ngựa vé lộn. Chị Hai, tao lấy có 6 tỷ nha mày. 60 tỷ, mày nói, chị mấy chục tỷ là sao? Cái gì? Lâu nó mới nhậu một lần. Mà mày đưa ba cái cherry ra làm chi? Sao có ngồi nhậu cherry vậy? Trời ơi chị ơi, chị xỉn rồi. Xỉn gì? Lâu phụ nữ phải nhậu cho phục vụ mấy gia chồng. Để mấy gia chồng mới biết được á. Trời đất ơi trời. Chồng tôi đây sao? Dạ chồng chị đó chị. Thấy cái muốn tỉnh rượu luôn rồi. Ông thấy hình ảnh của ông chưa? Bà đàn bà mà cũng uống rượu hả? Tôi uống cho ông nhìn thấy cái hình ảnh mà ông uống đó. Rồi tôi phục vụ ông bao nhiêu năm nay. Tại sao ông lấy cái bộ đồ tập yoga của tôi mặc tới gớm vậy? Bà cho tôi có một bộ tôi đi ra đường. Không lẽ tôi mặc bộ đó cho hối hả? Tôi phải có bộ thai chứ. Trời đất ơi, chồng con. Mà đang nhậu mày đưa cam vô chi vậy? Đi vô đi nghe. Tôi đang nói gì ra vô mày cho ai. Tôi không có nhậu nhẹt, có xỉn gì hết trơn á. Kêu tôi qua đây làm cái giống gì đây? Dạ. Tại sao dạ, xuất hiện đây? Trời ơi chị Hai ơi, chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ chứ chị. Cái gì? Dạ. Quỳ Sơn. Cái gì vậy hai? Tôi dạy anh làm sao?
Hồi tôi mới lấy anh về tôi nói rồi, dạy con từ tở còn tơ, dạy chồng từ tở tơ hơ mới về. Lúc đêm động phòng tôi lột đồ ông ra, tôi quánh một trận linh đình rồi. Ông chưa sợ tôi thả ai? Tại sao bây giờ trời ơi nghèo cho rạch sạch rách cho thơm? Tại sao đi ăn cắp giặt vậy? Ăn cắp 6 tỷ mà giặt cái gì? Cái gì? 6 tỷ? Dạ 6 tỷ. 6 tỷ? Ờ. Ăn cắp được không? Không, nó lấy lại rồi. Sao ngu vậy? Trời đất ơi, đi ăn cắp 6 tỷ để cho tôi bắt được Văn Dũng không? Trời ơi. Tết bây giờ mình kìm hãm thú tính lại, mùng ba mình quýnh tiếp, chứ bây giờ đầu năm đầu tháng mà hai chị đánh ảnh vậy rồi sao ảnh ăn Tết? Quánh cho bỏ tật ăn cắp. Dạ yeah. Được rồi, nghe lời mày, tạm tha cho ông đó. Quánh cho bỏ tật nhậu, ngồi vậy. Ngồi vậy đi. Bỏ bỏ rượu, nhất định bỏ rượu. Bây giờ con vợ nó học võ rồi, tôi bỏ rượu. Nghe đó. Chào con đi về. Dạ rồi. Buồn. Buồn. Không nói nên lời. Thần tiên mà nó coi như là cái gì, nó không bao giờ nó chăm sóc, nó để ý. Mình là thổ địa, mình canh cái nhà cho nó biết bao nhiêu ngày, nhiêu tháng. Nó có thèm đói hoài tới đâu. Đi miết, hai vợ chồng với đứa con đi miết. Không có ngó ngàng gì, có ông bạn ngồi kế bên, ông cũng đi miết. Bỏ một mình, bơ vơ, lạc lõng. Nhiều khi nghĩ lại cũng rơi nước mắt. Tôi nè. Trời đất ơi. Đi đâu dữ vậy? Đói bụng quá. Mấy ông bên kia gọi điện thoại qua bên bển chơi. Ông nào? Mấy ông bên nhà bà Ngọc Quang á. Mấy ông nào thần tài thổ địa bên bển đó hả? Ờ. Qua bển làm gì? Qua bển coi mấy ông ăn. Ăn gì? Coi mấy ông ăn cái gì, ở đây nó cúng toàn trái nhựa, không có ăn được đâu. Bên kia coi người ta cúng tới bắt ham. Nhà ai? Nhà bà Ngọc Quang. Ngọc Quang, à cái bà bán hộp sàn á hả? Ờ. Châu trời. Ở đây 8 ngày nó mới cúng được trái chuối. Ờ. À. Bên kia 8 tiếng bà cúng con heo quay. Trời ơi. Bữa tôi qua tôi sẵn tôi dẫn mấy ông đi khám bệnh luôn. Là dẫn thần tài thổ địa bên bển đi khám bệnh luôn hả? Ờ. Ủa sao bệnh? Mỡ trong máu. Làm gì mỡ trong máu? 8 tiếng ăn con heo không mỡ trong máu sao được. Trời ơi bà. Sẵn nó ghé nhà bằng kiều. Ủa ghé nhà bằng kiều chi? Trời ơi nó cúng thấy ham luôn. Cái trang ở chỗ này mà nó cúng dài ra tới đây nè. Bánh rồi đủ thứ hết. Nó bài dài vậy đó hả? Ờ có cái ông điếu hút thuốc lào nữa. Trời ơi nó cúng nó vàng mặt thần thánh luôn á hả? Ờ. Cúng gì cúng dữ vậy? Cũng có uống điếu uống thuốc lào luôn mà. Không mà cũng phải ông ơi. Nó ca sĩ mà. Nó đi hát tiền quá trời nó cúng nhiều. Hiểu không? Bữa nào hết nhiệm kỳ ở nhà này mình đổi qua nhà mấy thằng Hề đi. Ờ à, qua xin mấy nhà nào nổi tiếng á nó cúng. Ê qua nhà Quỳ Linh đi. Trời cái thằng đó nó giờ nó cũng có tiền lắm á. Sai lầm. Cha cái gì? Đọc báo thấy nó xây cái nhà gì bự quá trời tiền. Đó là ông đọc báo thôi. À. Báo nó nói xạo á. À. Báo nhiều khi nói nó chết mấy lần rồi. Vậy đó hả? Nói nó mổ cổ họng bị đột quỵ, bị bất tỉnh gì đó mấy lần rồi. À. Qua nhà nó là ăn mắm chết mẹ luôn á. Vậy hả? Trời đất ơi. Kiếm nhà khác. Thôi, tôi nghĩ là xong cái nhiệm kỳ nhà này á là tôi phải qua một cái nhà nào đó mà cái thằng chủ nó phải sang trọng chút xíu. Hiểu không? À. Nó phải gọi là ăn uống là nó sang trọng chút xíu. À. Trong a à, có qua nhà Chí Tài. Thôi bỏ đi nha, bỏ cái tư tưởng đó là bỏ đi nha.
Tôi ở ở nhà nó nhiệm kỳ 20 năm tôi biết. Mỗi lần nó cúng một cái bánh bao là trời mưa 4 ngày. Bỏ đi. Ủa là sao? Không ai ăn của nó được đồng nào đâu. Thằng Hoài Linh nó còn cấp cho thằng Chí Tài một cái kim bài miễn trả mà. Ăn là không để Chí Tài trả tiền. Đó. Trả tiền là trời mưa. Thôi vô ngồi, vô ngồi. Hèn chi. Đói bụng quá. Ơi, nó cúng trái cây nhựa mà ông ơi. Thì bởi vậy đói bụng quá, qua bên kia hử không mà no. Ơi. Bởi ta nói mình á, mình phù hộ cho nó hoài mà nó có cúng gì đâu. Ăn là nó xin không chứ nó không cúng. Mà cái gia đình nó keo kiệt nè. Đốt đèn cây lát gì nó thổi tắt bây giờ nó nói hao. Bởi vậy đốt chơi vậy thôi. Ê, thằng chồng về, thằng chồng về. Alo. Làm sao? Tại sao nó có trường hợp nó xảy ra trong căn nhà này chứ? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không có muốn tình hình căng thẳng như vậy. Thấy chưa? Rồi nó đi. Cái này gặp nó căng thẳng hả? Ai biết. Có lúc nào nó dùng nó toàn căng không? Phải cúng mới được. Đó, đó. Không, sắp, không, sắp không, không, ăn, không, sắp, không, sắp không, sắp được ăn. Sắp được ăn, sắp được ăn rồi. Mừng quá. Sắp được ăn rồi. Ê, thằng này mới hơi mập nha không? Thằng này mới hơi mập đó. Ai mà đốt đèn cây cho nó tốn vậy? Thấy chưa, thấy chưa? Nói từ đầu rồi. Bà nội cha nó cúng thần thánh mà nó đưa nguyên cái chảo vô mặt vậy đó. Né né là đi, xui lắm, xui. Ông điên quá, cái này thâu hình mà nó đưa vậy mới thấy mặt chứ. À. Thôi đi. Không có cúng gì chứ, trời ơi. Nhang mà nó còn cho hử, ông thấy không? Ghê, keo kiệt quá mức. Ông cười cái gì? Hả? Bà nội cha đó, thổ địa cái logo là phải cười chứ. Trong nhà này bao nhiêu chuyện buồn vui lúc nào cũng cười là sao? Hả? Địa là phải cười chứ, heo kỳ vậy? Ai biết à. Ông ăn ở sao mà nó chửi ông hoài. Ông nữa. Ông là thần tài hả? Tôi xin bao nhiêu tài lộc không bao giờ có. Mất tiền hao của không à. Mày có cho ăn đâu mà tao phù hộ. Bà nội cha nó, hồi nó mới thỉnh mình về đó, đứa nào nó lấy mặt hồng hào, nó chữ riết mà phai màu luôn. Ông đổi tên đi ha. Đổi tên hãm tài đi chứ không phải thần tài đâu. Mày nhớ cái câu này nha. Tao mà hãm là mày chích bà mày đó. Ôi, tao nói thần thánh mà nó bổ bán như vậy làm sao mà nó có phước thần được. Bởi vậy. Còn ông nữa. Xin xin xỏ xỏ. Không bao giờ ông cho gì chăng đó. Tôi xin biết nhiều lần rồi. Trời ơi trời. Bà nội cha nó phun mà nó phun. Trời ơi. Mới ăn bún mắm hả? Tôi nói thiệt á. Nhắc tới hai ông á hả? Là tôi cạn lời luôn. À, cái thằng này chắc tôi hiện hình rồi, tôi bẻ cổ nó quá. Đúng rồi, tôi nói thiệt ông á. Nhiều khi ở trong cái nhà này thần tiên cũng phải nổi điên vậy đó. Nổi điên là phải rồi. Trời, nó nghe hả? Vô tình thôi, vô tình thôi, trùng hợp thôi. Tôi muốn ra đây tôi nói cho hết ý của tôi. Tôi nói thiệt, nhìn hai ông đó hả? Ủa, sao mất rồi? Nó thấy luôn hả? Nó làm sao nó thấy được? Nó đoán mò hả? Cạn lời. Mệt. Thà mày cạn đi. Mày còn lời mày chửi không. Ngồi đi. Gia đình gì đâu mà tiếng. Mỗi lần gặp là nó chửi. Ông tắt luôn cái đèn này đi. Để tôi hít ra vô mất ông ung thư nữa. Hồ biến. Hồ biến. Ờ. Không có gì ăn á. Bây giờ phép nó cũng phai mờ hết trơn hả. Nó ngồi dây hoài. Ê, hot girl, hot girl, hot girl. Con vợ đó, con vợ. Ê, mới được giải đó. Á hậu. Thấy mặt nó bình thường đúng không? Bình thường là cái mặt không bánh cấp đúng không? Bánh cấp lên cũng bình thường.
Ông sao ông thần thánh mà ông soi mói người phàm chi? Chứ bộ, nó làm gì nó ngồi nó khóc hoài vậy? Ai biết. Ê, nó buồn tội nghiệp á. Thôi còn phải thắp nhang, con xin ông địa ông tài phù hộ cho con. Xin ông tài nào? Thần tài đó, nói tắt đó. Lỡ nó xin chí tài sao? Có đâu, thằng đó ai xin mà nó cho. Dạ, con lạy ông thần tài thần địa, ông thổ địa, ông phù hộ cho con. Ông phù hộ cho con. Trời ơi. Con ngày nào con cũng cầu xin hai ông. Con cúng trái cây cho ông hai ông. Ăn ngập mặt hết trơn mà hai ông không phù hộ cho con gì hết trơn vậy. Trái cây kìa. Trái cây mà nó còn để nguyên trên cây sao dám ăn. Con cúng trái cây quá trời mà hai ông chịu ăn, hai ông chịu phù hộ cho con gì hết trơn vậy. Tao ăn cho chết bà tao hả? Mà sao nó cúng kiến mà nó ăn mặc thấy ghê quá đi. Tao nói ông rồi, bây giờ con gái bây giờ nó không ý tứ đâu. Nó đi tới mấy chỗ linh thiêng mà nó mặc quấy ngắn, nó mặc đầm ngủ. Chứ cha con quên, ăn mặc hớ hên quá à. Để con xin lỗi ông Tài với ông Địa, để con quay ra đằng trước. Dạ con xin hai ông. Trời ơi. Dạ con... Trời ơi. Ông nói làm gì để bây giờ nó cúng phao câu kìa. Nó làm sao nghe được. Nó tự thấy chứ nó làm sao nghe được. Đàn bà con gái gì đâu. Không nhưng mà cũng được. Con này nói vậy chứ mà nó cũng còn xinh. Không phải như thằng chồng nó chửi mình không à. Nó hiền lành, nó nhẹ nhàng là tôi mái rồi. Tôi sẽ cho nó đó. Tôi nó xin đi tôi cho liền. Mà sao hai ông mắc dại vậy? Cúng hoài à, xin hoài à, mà không bao giờ cho gì hết trơn vậy. Thần tài thổ địa gì mà kỳ cục vậy? Trời ơi, thần tài thổ địa phải linh thiêng chứ. Chứ để người ta xin hoài à, mà không có cho cái gì hết trơn vậy. Vừa vừa phải chứ. Trời ơi, tao nói thổ địa gì mà ăn cái gì mà tao nói bụng mỡ không à. Mỡ bà nội nó chứ mỡ. Thổ địa người ta bụng chà bá. Thổ địa này không có gì ăn, cứ ốm nhách ốm nhiều. Trời ơi, thổ địa này nhìn giống như mỡ trong máu vậy à. Trời ơi, cái mặt ngồi cười hoài mà không có phù hộ gì cho chủ nhà, gia chủ gì hết trơn à. Bực bội hết sức à. Ông ăn nữa sao nó chửi ông không? Còn ông nữa à. Ông thần tài gì đó mà thì cái ta thần tài mặt ta phải tươi vui đúng không? Thần tài tao nói mặt như con khô hối vậy à. Râu thấy ghét à. Thằng Tài tao râu dài vậy đó. Râu cục ngủ mà. Bà nội mày, người ta nói đói mọc râu, râu rụng tóc đó. Bây giờ tao đói tao rụng râu hết rồi. Qua bên nhà mấy người mà được ăn râu mấy ổng thấy ham dài tới đây. Vậy đó hả? Râu tôi giờ không còn cộng. Đói quá mà. Thằng Tài thổ địa gì mà không có linh thiêng gì hết trơn à. Nhìn là thấy là hãn tài à. Không có nói gì nữa hết á. Cạn lên. Trời ơi, không hiểu sao thằng chồng nó lấy con này làm vợ luôn á ta. Hai đứa nó được câu cạn lời nói hoài. Cái gia đình gì đâu mà nó gặp thần thánh nó chửi không. Thôi tôi nói đúng mà, hết nhiệm kỳ xin đi chỗ khác cho rồi. Khổ quá rồi. Tôi hết nhiệm kỳ tôi qua nhà Minh Tiết đó. Con đâu không biết có cúng không. Có, con nói số nào Thúy Nga nó không cúng. Nó lên là thấy bưởi không. Mà nó cũng hay sinh lắm nha. Nó hay sinh lắm. Nó chút ngày nó lên Thúy Nga là cái nó sinh hoài. Nó sinh hoài. Không biết nó sinh cái gì mà nó sinh hoài. Cứ về vì cọt ác sinh là nó sinh. À vậy tôi biết rồi, tôi thấy rồi đó. Lời nói đầu môi, anh ở chót lưới đầu môi đó. Nó sinh hoài. Nhỏ kỳ. Ê thành viên cuối cùng của gia đình, con của hai vợ chồng. Khổ quá, quá là khổ. Khổ, khổ, khổ. Tại sao khổ? Con nít người ta mới sinh ra, người ta khóc ngoe, ngoe, ngoe. Còn em mới sinh ra, em khóc đẹp, đẹp, đẹp. Dạ, đẹp là hồng nhan bạc phận, em phải khổ thôi. Khổ quá. Lại hai ông.
con lại hai ông. Ngày thành tâm nè. Tại có lại là được rồi. Con lại hai ông, xin hai ông hãy làm ơn phù hộ cho con có cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Thằng này nó có tâm, nó phù hộ cho nó đi. Rồi, mày xin đàng hoàng. Xin đi đàng hoàng phù hộ. Trời, tôi thấy cái mặt hai ông dễ thương quá. Đó, thấy chưa? Khỏi cần nịnh, mày chỉ biết cung kính là ta phù hộ. Hồi đó giờ, hai ông biết con không bao giờ xin hai ông điều gì. Hôm nay con xin nè. Xin là mình phải dâng lễ vật nó mới có thành tâm. Ê, có ăn, có ăn, có ăn. Sống là phải có cái tâm. Dạ, yeah. Đây, trời hai con dâng chuối. Trời ơi. Mày tốt hơn ba má mày nha. Chui phải như ba má con. Suốt ngày ba cái đồ mũ đó mà cúng hoài, làm sao mà thần linh nào người ta chứng. Dạ. Dạ con xin hai ông. Dạ xin thần thánh dạ phù hộ cho con. Cho nó nha, nó xin được dạ. Cho nó nha. Xin cho ba má với người yêu của con tin con là con gái thiệt được. Dục mẹ nó trả này chú lại mày. Trời đất ơi. Trời ơi, nói vậy là mày qua mày xin mấy bác sĩ bên Thái Lan cho tụi ta làm gì làm được. Trời đất ơi, nói vậy là hai ông không có chứng minh cho con hả trời. Ông làm phép quan nãy chuối chi. Trời đất ơi. Ờ, đang đói mà, thôi ăn dạ, đi. Không, ăn. Không. Dạ chuối này là cho ông Địa. Dạ chứ phải cho ông. Nhìn cái mặt ông là biết thèm chuối lắm rồi. Thôi để tôi lấy đi. Để tôi lấy thì tôi cho mấy cái. No, this is not for you. Yeah. Còn ông nữa. Ông dòm cái gì? Thấy ghét không? Má hồng mà ông đánh lố hơn tôi vậy đó hà. Đánh kiểu này chắc tuần hết anh họp phấn quá. Tôi biết sao ông phù hộ cho tôi rồi. Ganh tị nè. Bỏ đi nha Địa. Bỏ cái vụ bóng kính đi nha Địa nha. Thằng này nó vô duyên. Cái này là do lò gốm. Lò gốm nó vẽ cho bộ ổng tự vẽ hả? Lố quá. Bà hồng quá. Địa ơi Địa. Địa bà bóng chắc không ai thèm đâu. Nha. Đừng bao giờ có cái ý định mà bỏ làm bóng nha. Bóng bây giờ là phải di chế. Đó. Bóng là phải sử nhi. Phải trẻ trâu. Phải đẹp như chế. 57 tuổi chế muốn lấy chồng. Muốn trông giàu đẹp lại có xe hơi. Chồng chế phải đẹp như Bằng Kiều. Chồng chế phải xích bát như Đa Nguyên. Chồng chế phải bự như Quan Lê. Bỏ đi. Thần tiên gì mà không có linh thiêng gì hết à. Ăn đi. Không có linh thiêng là mình đâu có phải. Mình đâu có cho ăn tươi sống được. Túi chuối này chuối sống nè. Không linh thiêng là phải cho ăn chuối chiên. Ngày mai em cúng cho chuối chiên ăn. Ê, bữa nào rảnh rảnh á, nghiên cứu thử cái con này nó hành tinh nào nó xuống vậy. Khổ quá. Ăn mà cũng bị hụt. Bà ra đây. Cái gia đình. Ra đây. Ông ra đây. Ra cái gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Hả? Có cho bà biết. Hả? Bà phải trả lời tôi vô đây đàng hoàng. Ông á, ông phải trả lời cho tôi biết á. Ông là đàn ông mà tại sao ông lôi tôi vậy hả? Nè. Đàn ông gì mà kỳ cục vậy? Cái gì? Đàn ông gì mà hành hạ? Tụi bay là vậy? Con người, tụi bay cũng phải biết đang quay hình mà cho tụi tao thấy hình chút chứ. Ông làm phép đi chứ, nó làm sao nghe ông nói được. Ồ, điên. Hả? Giạt ra mới thấy hình. Ông kỳ nha. Kỳ cái gì? Ông cho ông xô tôi hả? Bà xô tôi thì có. Tao cà chớn vậy? Cái gì? Ông nghĩ chồng rồi ông ăn hiếp tôi vậy hả? Ông kêu tôi ra ông chửi cái gì? Tôi nói cho bà biết. Tại sao trong nhà này lại có một đứa con bệnh hoạn như vậy hả? Trời ơi, bệnh hoạn cái gì? Con tôi giờ tôi đẻ ra mà cái chuyện mà tôi đẻ được đứa con vậy là cũng ông hùng vốn nó mới ra được vậy chứ. Tôi hùng vốn nhưng mà cái chuyện dạy dỗ chăm sóc nó là chuyện của bà hả? Bà nghĩ sao? Đó là Trần Mạnh Dũng bây giờ nó đổi tên thành Mỹ Dung là sao? Trời ơi, Mỹ Dung là cái chuyện của nó. Nhưng mà bây giờ ông cũng coi kiểm tra lại cái gen của ông đi. Tôi nghĩ là cái gen của ông bị liệt rồi nên con mình nó mới què rồi giờ nó mới bóng luôn vậy đó. Bà đừng có làm bậy. Tôi là một người đàn ông chân chính. Trời ơi, chân chính ghê ha. Chân chính thấy ớn luôn à. Chân chính mà giờ con tôi vậy đó. Không nói gì mà nữa. Chuyện xảy ra như vậy tất cả tại hai ông này hết. Đúng rồi, tại hai ông này nè. Cái gì vậy mày? Trời ơi, cầu nguyện quá trời muốn được cái gì hết trơn à. Ông nhìn cái gì? Ông còn nhớ lúc vợ tôi mang bầu tôi tới tôi xin gì ông? Tôi xin gì ông chứ? À, tôi nhớ rồi. Lúc mà vợ nó mang bầu nó tới nó xin là ông Địa ơi cho tôi đứa con trai. Ông quên được cái gì? Tôi nhắc lại cho ông nhớ nè.
lúc đó tôi sinh một đứa con trai, thấy chưa? Hả, cái gì? Ông vừa nói gì? Ông sinh con trai hả? Đúng. Còn tôi sinh con gái. Đã. Đứa sinh con gái, đứa sinh con trai, ta cho một đứa PD là được rồi. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Bà ơi. Trời ơi, ông ơi. Nhìn hai ông này đó ha. Cho hai ông này. Tôi nhìn. Tôi cạn lên. Cạn lên. Cái nó ra nó chửi. Ra chửi xong vô nghỉ giải lao. Cái nó ra nó chửi. Trời ơi. Nói chung là em cũng cạn lời với ba má em. Trời, có cái gì mà em bóng gió thôi mà. Gia đình em xào xáo mỗi ngày. Cái này là lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Nói chung là không phải lỗi tại hai anh. Đúng, cái thằng này. Cái lỗi này em biết là lỗi tại ai rồi. Tại ba má em. Trời ơi, mới đẻ em ra, em cũng rất là manly. Nghe cái tên là biết manly rồi. Đặt cái tên Trần Mạnh Dũng. Dạ. Sau này qua Mỹ em lên Facebook em mới sửa lại là Trần Mỹ Dung. Dạ. Cho nó nhẹ nhàng chút xíu vậy thôi. Và ông môn thể thao yêu thích đó là gì? Đá banh. Trời, Trần Mạnh Dũng mà đá banh nữa thì thôi quá là men. Dạ, nhưng mà bữa em vừa ra sân cỏ, thằng cu đen đá một cái banh bạc vô trong mặt em một cái. Ông già ông đứng từ đằng xa, ông thấy cái banh vô trong mặt đau, sưng chù bá vậy đó. Ông đâu có chịu. Ông cấm tuyệt đối từ đó không được chơi đá banh nữa. Thế là ông làm gì? Ông mua cho em cái banh nhỏ hơn. Ông cho mua cái banh này. Trời ơi, cái banh này để làm gì? Em suy nghĩ ra, chỉ có thảy bắt chụp, em chuyển qua chơi banh đũa. Trời ơi, em chơi banh đũa riết mà ở trong nhà em không còn đũa để ăn. Dạ, chỉ có ăn muỗng thôi à. Đó, lỗi của tại ai? Đâu phải tội hai ông đâu, đúng không? Tội ông bà, tại ba của em. Chưa có hết. Em đâu có muốn đẻ em ra mà. Trời ơi, đẻ ra Trần Mạnh Dũng. Tự nhiên cho bằng áo đầm. Nói chung là em cạn lời. Làm như túi ông về đây là để cho gia đình nó xả stress hay sao? Bây giờ tôi nói ông nghe nè, thấy thằng này nó tâm sự cũng tội nghiệp. Cái lỗi này là lỗi do 12 bà mụ nè. Đúng rồi, 12 bà mụ là bà nặng ngô người. Thôi được, để cái... đó tôi điện lên nói chuyện với mấy bà coi đã. Ủa sắm hồi nào vậy, ai cúng? Nhà này là đâu có cúng đâu. Bên hai ông bên nhà bà Ngọc Quang cho. Trời ơi, bà đó bà cúng iPhone luôn hả? Alo. À, 12 bà mụ hả? Ai phụ trách về vấn đề trai gái á? Bà Chính hả? Bà đâu rồi cho tôi gặp bà chút. Gì? Kéo máy hả? Bà đang kéo máy rồi. Vậy đó hả? À, lát nói bà về á, giúp giùm tôi nha. Quan trọng là bà ăn hay thua. Bà ăn thì bà về, cho bà thua bà ở luôn trển á. Kệ đi, nhắn lại giùm tôi. Ờ. À, tôi ở 58261 Brockhouse Street. Cái gì? 58261 Brockhouse Street nè. Đổi lại giùm cho cái thằng họ Trần nha. Bây giờ đổi lại. Rồi cảm ơn. Rồi. Xong. Rồi 12 bà mụ rồi. Trời ơi, tao nói. Đổi lại nhà rồi. Nhà này chi được, không được cái gì hết trơn. Suốt ngày nó chửi không. Kệ nó đi. Chửi với hửi khói. Về kìa. Đó, nó chửi nữa bây giờ đó. Tháp rồi nó dụi nè. Dụi xong cái nó chửi. Nó chửi xong cái nó phun nước miếng. Số bà, số. Xin thưa thần tài và ông địa. Ủa sao bên này nó lạ vậy, nãy lịch sự lạ vậy? Đã từ lâu con đã lớn tiếng nặng lời với hai ông. Trời ơi, hối hận à. Con thành thật xin lỗi. Con chỉ xin hai ông kể từ ngày hôm nay phù hộ cho con sống bằng chính mình, sống một cuộc đời một người bình thường. Chứ mà sống cuộc đời bóng gió khổ lắm hai ông ơi. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Ba kêu ba không thích. Chế ba.
Rồi chế ba quay mặt nhìn liền vậy đó hả? Trời ơi chế ba, sao vậy chế ba? Con về đó hả? Dạ. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, ôi trời ơi, bây giờ chế ba lộ luôn hả? Không lẽ nhà có hai chị em? Trời ơi, nào giờ tôi tưởng tôi lấy chồng, ai về bây giờ tôi mới biết là tôi đang sống với một bà chị già lâu năm. Trời ơi, bà ơi, cái gì vậy? Tránh ra đi. Trời ơi, ông tránh tôi nha. Bà ơi, tránh ra. Bà nghe tôi hỏi một câu thôi, bà cho tôi hỏi một câu thôi. Nghe bà nội hỏi đi. Một câu thôi nha. Hỏi cái gì? Áo đầm mày mua đâu đẹp vậy? Giờ hỏi tới đầm luôn rồi nè. Áo đầm đó em dắt má đi mua. Dạ. Vậy hả? Ờ, bữa nào em dắt chị ba đi luôn. Ờ, nhớ à, nhớ giữ lời nha. Chế ghét mấy người mà sai hẹn lắm á. Ủa, ông làm cái gì mà tầm lâm chuyện xảy ra vậy không ông Tài? Chắc là do tôi rồi. Hồi nãy tôi điện 12 bà mụ, tôi chỉ nói cái họ, tôi đâu có nói cái tên. Trời ơi, thằng này là chủ nhà, bởi bà đổi nó qua cái giới tính nữ rồi, chết cha rồi. Gọi bà coi. Thôi khỏi gọi đi, mình hiện ra luôn đi. Nó không có tin đâu, mấy đứa này làm sao nó tin thần thánh mà hiện. Hiện đại ra đi, giúp nó đi. Hồ Biên. Thì bà, em thấy cái áo này nó hợp với cái màu tóc của em. Bữa nào đưa. Ê, thôi, thấy không? Ủa ai vậy? Đằng sau nữa kìa. Dạ, thôi nhà nhà. Trời dạ. Ơi, cái gì vậy trời? Chưa đến Trung Thu mà ông Địa đến đây múa làm chi vậy trời? Ôi. Ủa, múa bà nội mà chứ ông múa. Ơi, ông ơi, qua đây, qua đây, qua đây. Nói rồi, có gia đình thần thánh nó không có tin. Thần thánh mà nó coi thường quá. Dạ. Đâu có phải, dạ, không nhà, phải nhà có chuyện buồn, tụi em không có coi cải lương đâu. Dạ, đi về đi bữa khác. Không phải cải lương. Ủa chứ, ở đâu, 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 đâu mà tới đây? Tụi nhìn vô trong cái trang coi có không? Hả? Hả? Trời ơi. Ủa, vậy? Đúng rồi bà ơi. Ta xin giới thiệu cho các con biết. Thì đây là... Đây là ông thần tài. Hả? Tên thường gọi là David. David. Ông tài tên David à? Nào, lấy cái tên cho nó lạ để người thường người ta không biết, hiểu không? Còn ta là Thổ Địa. Tên của ta là Jennifer. Hả? Cái gì vậy? À, ơi, em anh nghi lắm rồi mà. Trời ơi, thấy em hả? Hồng đỏ vậy là em nghi rồi. Chị trời em ơi. Thích quá, thích quá. Thôi đi. À đúng rồi. À, bà ơi, đúng là à, thần thánh rồi. Chân đứng không chạm đất nè. À, mày điên hả mày? Chân đứng không chạm đất là ma. À, đó là thần mà. Lộn, lộn. Bây giờ vậy nè. Thấy gia đình tụi bay như vậy, xào xáo như vậy, tụi ông lên á là để giúp cho các ngươi. Dạ. Quan trọng là tin chưa? Bây giờ tin chưa? Dạ, 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 tin nè. Gia đình con xin ra mắt thần tài và ông Địa. Dạ, dạ. Ra mắt hoài, mày lại hoài. Con kia mà đừng có lại, hai đứa này lại thôi. Sao vậy? Dạ, con quên, dạ, con quên. Con quên ngay con mão hở ha. Bây giờ tới đây ơi. Dạ. Ta hiện ra đó. Là dạ, tại cái lỗi của tao. Bây giờ tao quá phép mày thành đàn ông trở lại. Dạ, dạ, ông, dạ, ông. Thành tâm đi. Thành tâm đi ba. Thành tâm. Hồ Biên. Hay quá. Xong rồi đó. Hay quá. Quá. Ba đã trở thành đàn ông rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ông có làm gì đâu. Trời. Cái gì vậy ba? Ông Tài, ông Địa ơi. Trời ơi, ông Tài, ông Địa biến sao mà giờ ngôi nhà không có đàn ông luôn vậy? Có mà, tao biến rồi. Giỡn thôi, tôi bị liệu. À, liệu trở thành đàn ông rồi. Đàn ông thì cảm ơn thần tài. Trời. Không sao đâu. Làm lại lần nữa coi có đàn ông chưa ba. Hả? Làm lại lần nữa. Đàn ông. Đàn ông rồi nè. Bây giờ ta nói cho các con nghe. Thôi, đàn ông ra để cái ngón tay gì hết á. Trời ơi. Tôi làm lại. Nhỏ rồi mày ơi. Mày đúng hai tay vô túi giùm ta đi. Ở đó, đó. Con tôi nó bóng cũng do cái ngón tay từ từ ông ra đó. Cái gì? Ta nói cho các người biết. Dạ. Sáng nay ta nói luôn, con của các người như vậy, giới tính đó là do trời định. Đúng rồi. Dạ. Không phải là cái bệnh. Đúng. Dạ, nếu bệnh á là đã có thuốc chữa rồi. Đúng. Dạ. Đây không phải là bệnh. Đúng. Thành thử ra không được kỳ thị nó như vậy. Đúng. Dạ. Miễn sao nó sống tốt, sống có ích cho xã hội là được rồi. Đúng rồi. Dạ. Ông Tài, ông Địa ơi, giờ đã biến chồng con thành đàn ông, biến này cho nó đàn ông lại giùm con đó chứ, để người ta nói bệnh hoạn tội nghiệp nó lắm. Không có biến được. Cái gì vậy chồng mày là nãy ta sinh ta mới biến được chứ còn là kia là mày bẩm không sinh. Có hiểu gì hết trơn. Ở nãy ông mới vừa nói đó. Phải hiểu, có những thể loại thay đổi được, còn có thể loại của thằng này là nó vô xương rồi. Nó vô tới máu rồi. Không. Nãy ông thần tài đã nói rồi, cái này nó không phải là cái bệnh.
Cái bệnh là mình phải chữa hết đúng không? Sida bây giờ người ta còn chữa hết mà. Cái này là trời cho. Dạ, có muốn cũng không được. Đúng rồi. Thôi né né đi. Ôi, để tao vô chạm tao ngồi. Thám trời. Em thấy né né đi, cái bệnh delay dữ lắm. Mệt bà quá nha bà Jennifer. You're not my type. Bà, cái gì? Bà. Gì ông? Giờ tôi hiểu rõ câu chuyện rồi. Ừ. Thôi bây giờ tới từ ngày hôm nay tôi không có đai nghiến mà nữa. Con, lại đây. Bà, tôi nói thiệt với ông á ngang. Bóng bây giờ là thiên tài không đó. Make up cũng giỏi nè, thấy không? Làm tóc cũng giỏi nè, thấy không? Nấu ăn cũng giỏi nè. Nói chung cái gì mà bây giờ là thế giới thứ ba là tôi thấy thành công và thiên tài hết. Dạ, đúng nói không chung con? Là bóng bây giờ nó bá đạo. Đúng rồi, chỉ có mình mày bóng là dở nhất đó. Thôi được rồi. Bà vô ngồi trọng đi nha bà Jennifer. Thôi được rồi, bây giờ ba sẽ thương con như là một đứa con trai bình thường. Nhưng mà ba chỉ ngại một cái là ba đang muốn có cháu đích tôn nó nói dòng nói dỗi. Mà con thì vậy thì không biết làm sao. Thì bởi vậy. Có gì đâu ba. Tại con không muốn thôi. Cầu được ước thấy, muốn là được thôi à. Con gồng lên là được hết đó ba. Vậy, dạ. Vậy là ba con thấy tâm rồi. Dạ, có người nào vợ bốn con vẫn bóng như thường nha. Nhưng mà ba à, đời người con gái, bây giờ con đi lấy vợ rồi con có con, rồi con làm được bao lâu? Được cái gì? Tội nghiệp người con gái người ta đúng không ba? Đúng rồi. Vậy, ba cho con sống với chính bản thân của mình. Thôi được rồi. Miễn sao con sống có ích cho xã hội là được rồi. Đúng giống rồi. Như ông thần tài nói, đúng không ba? Đúng rồi. Con hứa với ba, con sẽ là một người đàn ông. Con là một người có ích cho xã hội thôi. Bỏ cái chữ đàn ông đi. Công nhận nha. Vậy thì mình hạnh phúc quá. Hạnh phúc rồi nè. Tôi cảm ơn thần tài thổ địa là hôm nay về đây ha, giúp cho gia đình mình hạnh phúc đoàn tụ, không có hiểu lầm nhau nữa. Ông tài ông địa ơi, để hôm nay con đi mua trái cây, con dâng con cúng cho ông tài ông địa nha. Mày quay mặt ra ngồi kia đây. Dạ. Để mà quay. Không không. À, vậy thôi, để con mua heo quay con cúng cho ông tài ông địa. Đó, bữa nay được. Heo quay, heo quay. Trời ơi, chuẩn bị đi gì đó, cái gì khám bệnh gì đó. À, mở trong má. Để mua anh heo lo. Quay, mua heo quay không? Để anh lo nha. Ăn này bây giờ được rồi nè. Thay đổi rồi. Để anh lo. Nó ngộ ra được rồi. Nha. Ba làm bây giờ trọng quá ba. Tất cả quỳ xuống. Dạ. Dạ. Dạ, kính thưa ông thần tài và ông Thôi Điền. Hôm nay gia đình cũng được hạnh phúc là nhờ hai ông ra tay giúp đỡ. Chúng con xin nguyện khắc ghi ơn sâu trong lòng. Và để cảm ơn, chúng con xin hai ông hãy tiếp tục ở lại nhà con tới suốt đời. Dạ, được. Dạ. Còn cái chuyện mà vợ con xin cúng kiến. Dạ. Hay quay làm cái gì? Tất cả đều do tâm mà ra. Chỉ cần một nén nhang là đủ. Dạ. Dạ. Thôi ta nghỉ trước nhiệm kỳ. Thôi ta đi. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Thôi đi, đi. Qua nhà bằng Kiều thử. Thử cái gì? Thử đồ ăn. Tôi đi nữa. Đi luôn đi. Thôi. Con nói giỡn. Nói giỡn thôi mà nghe. Dạ. Tôi biết nghe đi. Dạ. Quay lại đi ông Địa, ông Tài ơi. Dạ. Vì tâm tư dấu kiên trang tư còn đây, nên những khi mưa nở đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm. Thôi nhé, nghe anh lại trả lại cho tôi kỷ niệm ngày xưa. Dòng u buồn trên nẻo trần gian ta đã mất nhau rồi làm sao mà mất được. Đến với anh hỡi ta say đắm bên nhau chua chua
rồi mai người đi xa, còn lại gì trong ta? Đến với anh hỡi người chùa chùa chùa, ta say đắm bên nhau. Hey! Rồi mai người đi xa, còn tình yêu sẽ bay xa. Ừ, phải rồi, đi bán về là chua là phải rồi. Cái gì chua? Chua. Trời, ông nói là chua. Cái đó là cái nhạc điệu bè người ta. Chua, chua chứ không phải là chua quá. Vậy sao tôi nghe gì thu quá, thúi quá, thu quá. Trời ơi, không phải thúi quá mà là chua, chua. À, chua quá hả? Ừ. Ông sao kỳ quá hả? Kỳ. Cái gì mà la lối ôm sòm hết trơn á trời. Mỗi lần mà ông qua nhà tôi đó hả, là sáng ngày mai á, là tôi bị hàng xóm mắng vốn tôi rồi hả. Kệ người ta, mắng vốn kệ người ta ha. Ngày nào mà em không chịu anh á, là anh sẽ qua đây làm phiền em dài dài vậy đó. Thôi đi ông ơi, sao mà ông kỳ cục quá à. Già cả rồi, lớn hết rồi, yêu cái nỗi gì nữa mà yêu. Em nói vậy là xúc phạm anh. Anh già, nhưng mà tâm hồn anh rất là trẻ. Ha. Em, cái gì? Em hãy nhìn vô mắt anh đi. Trời ơi. Em ra đây. Thôi đi. Anh hãy nhìn vô mắt em nè. Nhìn anh mắt anh đi. Nhìn đi. Trời ơi. Nhìn đi mà. Ôi ma trời đất ơi. Ông có điên không vậy? Cái gì? Có điên không? Bởi ta điên nên người đi. Bởi ta điên nên người mê. Bởi ta điên nên người ta bỏ mặt ta đó. Chơi vừa lắm. Đã không có hơi bày đặt rống là chị chơi như giống như con chó cúm vậy hả? Ai bỏ ông á thì ông đi tìm người đó đi. Ông qua đây ông kiếm tôi làm gì? Mệt ông quá hả? Cái gì vậy Tám? Điên gì đó. Tám ơi, nghe anh nói nè Tám ơi. Cái gì? Ra đây, em có vô đó hoài vậy? Ra đây nói chuyện với anh nè. Đi bán về mệt quá, để cho tôi nghỉ ngơi chút. Nghỉ cái gì? Anh qua tới nơi mà nghỉ cái gì nữa? Tám. Vậy em có biết là anh yêu em lắm không? Gì? Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều. Bây giờ em đi vừa nói vừa đờn khó quá. Vậy thôi nói đi. Anh yêu em. Ừ. Tính nỗi mà em muốn tất cả vì sao trên trời, anh sẽ đem xuống cho em hết. Trời ơi, thôi ông ơi, sến vừa vừa thôi ông, sến quá vậy. Nè, xin lỗi em nha, sến mới là đẳng cấp, sến mới trường tồn, sến mới đi vô lòng người. Chính vì vậy, Thứ Nga mới làm chương trình Nhạc Vàng Muôn Thuở. Phải rồi, sến của người ta là sến đi sâu vào lòng người, còn sến của ông là sến xàm, sến xạo, sến từ trong lòng người đi ra. Từ trong lòng đi ra là sao? Là tôi mắc ói đó. Em muốn ói à? Ừ. À, trời ơi. Cái gì vậy? Tám. Gì vậy ông Bảy? Ông làm gì vậy? Sao em già mà em mắc nốt vậy? À, sao nói tôi mắc nốt là sao? Em lầy gì vậy? Làm gì tôi lầy? Tôi cái gì lầy? Em có chữa hả? Trời ơi. Trời ơi ông nội ơi. Hết trứng rồi còn chữa gì trứng. Hết trứng. Hết trứng. Ừ. Tại sao không nói với anh? Chị vậy? Anh đưa trứng thêm cho em bán. Trời ơi. Trời ơi, tôi nói trứng đây là trứng đẻ chữa kìa ông nội ơi. Trời ơi, anh tưởng má học dịch lộn. Em biết không, trên người em á, anh thích nhất là hai thứ. Thôi đi nha, đừng có nói tầm bậy nữa nha. Mày cái gì em nói thiệt. Hai thứ mà. Gì mà thích? Thứ nhất là cái gì? Là giọng hát của em. Thứ nhì cái gì? Là học kịch lộn của em, ngon lắm. Trời ơi, thôi ông ơi, nói tầm xàm không à. Để tôi đi bán học kịch lộn. Làm tính... cái gì em ơi, em nghe nói nè. Nói cái gì à? Cái gì? Nghe nói đi. Trứng sao? Hả? Trời đất ơi. Anh thôi. Nói em nghe nè. Nhắc vô học kịch lộn mà mới nhớ. Sao? Tại sao thiếu gì hộp em bán hộp vịt lộn? Theo anh đi, anh sẽ đầu tư cho em một cái ghe thật là hoành tráng, bán hộp xoàn trên sông Trà Nổi. Trời,
Thôi đi ông ơi, du duyên quá à. Mặt đã xệ rồi mà còn du duyên nữa. Thôi đi, đi về đi. Nè, em đừng khinh thường anh nha. Em nói mặt xệ chứ gì. Rất nhiều phụ nữ cầu xin anh mà anh không thèm đó. Thôi đi, tôi nghĩ là cái ban hộ niệm cầu siêu ông thì có chứ ở đâu mà cầu xin. Nè, nói cho em biết. Gái nào cầu xin ông đâu chỉ rồi. Duyên để yêu anh say đắm. Duyên nào? Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Thiệt là quan tưởng à ngang. Ai chứ tôi rành ông dữ lắm. Gì? Vợ chết đã lâu, phải không? Phải không? Rồi á là con thì lại ở nước ngoài. Ở không suốt cả ngày để chờ con gửi tiền về nuôi. Vậy mà cũng bày đặt khoe. Nè, em đừng có nói vậy nha, xúc phạm anh nha. Thằng con anh á, nó năn nỉ anh lắm anh mới nhận tiền của nó. Bởi vì sao? Thấy anh là một người cha hoàn hảo, và là người cha vĩ đại. Thôi, không bao giờ lăng nhăng gái gú. Trời ơi, dữ quá, thôi đi. Tôi không có dám rớ tới ông đâu. Rớ tới ông nổ cái banh xác tôi bây giờ. Nổ cái gì không biết nữa. Để em gì? Ôi. Cái gì? Thôi đi mẹ. Thôi đi về đi, nói cái gì mà nói. Về cái gì? Sao mỗi lần anh qua đây là em đuổi anh về vậy? À, tôi biết rồi. Chắc lại dính dáng tới cái thằng cha Tư ốm như con mắm chứ gì. Cái thằng nó nghèo sơ, nghèo xác. Mà ngày nào nó cũng qua đây nó thăm em đúng không? Hả? Kệ nó, tôi yêu ai mặc kệ tôi. Mắc mới gì ông mà ông nói, thôi ông đi về đi ông ơi. Sao em đuổi anh qua vậy? Đuổi anh nói gì? Cho em nghe nè. Anh yêu em, ha? Rồi con trai em cũng thích anh nữa. Chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Tại sao không tới với nhau? Nè, nói tới con trai tôi rồi tôi nhắc cho ông nhớ nghe. Nó vừa mới lớn đó nghe. Ông đừng có dạy hư nó. Rồi đừng có dẫn nó đi mà ăn chơi đàn đúng là không có được đâu à nha. Không bao giờ. Nó tự nguyện theo anh chứ anh đâu có ép uống gì nó đâu. Ủa, em ho hả? Bị bệnh hả? Sao không nói cho anh biết để anh lo cho em? Hả? Được rồi, cảm ơn anh. Ông đi về giùm tôi đi mà. Cho anh nói chuyện chút xíu đi. Tôi đi về giùm tôi đi. Trời ơi, đi buôn bán về cho tôi nghỉ ngơi với anh Bảy. Kịp tôi mà. Anh hát nữa đó. Thôi, đi về tôi lại. Anh về giùm tôi đi. Nha. Đuổi anh thiệt á hả? Bởi vậy mà. Ta say. Lộn đông rồi. Ta say. Cái gì? Trời đất cùng say. Ông ơi, ông điên quá ông ơi. Điên à? Ừ. Tôi chỉ là người điên. Trên đường em nhìn thấy. Tôi chỉ là người say. Quá trời điên. Trong vườn hoa tình á. Em biết là mệt gì đâu. Cha Bảy heo này ăn rồi cứ tới đây hoài. Tên cù rủ con heo nái của tôi hả? Còn lâu. Thiệt với ông, cỡ ông không có cửa cạnh tranh với tôi đâu. Con người chỉ biết đờn hát, không biết lãng mạn. Làm gì mà đứng nói chuyện mình vậy ông Tư? Hả? Làm hết hồn. Gì vậy? Sao đứng nói mình vậy? Vô nhà. Thôi, không có dám vô nhà người ta dị nghị. Yeah. Rồi sao đứng đó nói một mình vậy? Thì cũng làm bầm cho vui vậy mà. Vậy hả? Tôi... gì? Mỗi lần gặp tôi hay lắp bắp vậy á. Sao mà tôi đâu có ăn thịt, ăn cá gì anh đâu mà sao anh lắp bắp vậy hoài vậy? Nếu ăn tôi rồi tôi đâu còn cơ hội nói nữa. Vậy hả? Thôi, tôi về. Đứng lại. Sao qua đây rồi gặp rồi không nói với tôi câu nào hết trơn rồi đi về là sao? Nè. Cầm ấy. Chứ vậy, làm gì tặng bông cho tôi? Vía bà. Tặng bà. Tặng tôi. Tặng, cầm ấy. Thôi tôi về. Đứng lại đó. Trời đất ơi. Tặng bông xong rồi không nói với tôi câu nào hết trơn vậy sao? Hả? Nè, làm gì vậy? Có cái thơ nè, đọc đi, đừng nói, tốn hơi lắm. Yêu cầu ông Trần Văn Tư trả lại bông trên bàn thiên cho tôi. Lộn. Không đưa tôi. Đây.
Đây mới là thơ của tôi. Tôi ngồi tôi làm cả đêm. Có những đêm miệt mài anh không ngủ. Anh âm thầm anh nhìn củ khoai lang. Nhìn khoai lang mà ánh mắt mơ màng. Anh bàng hoàng nhận ra mình rảnh quá. Rảnh thiệt ha. Vậy thôi đó phải không? Không nói với tôi câu nào nữa phải không? Nói cái gì bây giờ? Mà tôi nói bà nghe nè. Bà đừng có nghe lời cha bãi, nghe không? Nghe lời cái gì? Ông mà như vậy hoài á, là tôi đi lấy chồng cho ông coi. Tôi khổ quá mà. Tôi muốn nói nhưng tôi không biết nói sao. Tôi chỉ dặn bà đó là đừng nghe lời cha bãi mập. Cái mặt nó đó là không có hợp với bà rồi. Mặt tôi nè. Hả? Người ta nói thế gian được vợ mất chồng, được cả về đôi thiên lôi nó quánh chết. Bà như vậy, tôi như vậy nó mới hợp. Chứ còn cha kia không có hợp. Đúng rồi. Mặt cha bảy tuy rằng là chả là mặt chả xệ đó phải không? Chả xệ nhưng mà chả có nhiều cái hay lắm không? Làm gì vậy? Ông biết tỏ tình bằng lời ca tiếng nhạc, biết không? Rồi ông không khác gì là một sói ca. Còn ông ném về là sói tráng rồi. Ông có biết ca hát gì không? Biết sao biết. Đâu ông hát thử coi. Em ơi suốt đêm thao thức gì em. Thôi đi ông ơi, thôi dẹp, dẹp đi, dẹp đi. Trời đất ơi. Giờ không còn mặc câu dù nào. Tôi không biết ca thiệt. Nhưng mà nói thiệt với bà, thấy bà đơn chiếc, tôi lo lắng cho bà thôi. Bệnh hoạn nữa, mà thằng nhỏ thì cứ đi chơi hoài, không có ai lo cho bà hết. Tôi muốn qua đây đặng lo lắng cho bà. Biết vậy rồi, nhưng mà muốn nói gì thì nói đi. Tôi muốn nói nhưng mà tôi sợ bà không có đồng ý. Tại ban đêm á. Thôi mà. Tôi muốn Tám ơi. Chết rồi. Mà rồi cháu qua tới rồi. Tới. Ông Bảy ông tới ông ơi. Tám à. Dạ. Cái gì vậy? Tức mình ghê á. Hồi ông nãy mới ra trước cửa nè. Sao? Có cái cuộc điện thoại nó gọi tới. Kêu ra bưu điện lãnh tiền con gửi về. Rồi có không? Đâu có. Cái thằng nào nó dám mạo danh nó chọc tức tôi đó chứ. Tôi mà biết nó tôi giết nó chết chứ không phải giỡn đâu nha. Thằng nó thiệt tình à. Có lẽ nó biết sao ta. Rồi sao? Tại sao tôi hử thấy mùi mắm đây vậy? Mắm á. Không lẽ thằng Tư Mắm nó có mặt ở đây hả? Không, không có, không có. Ông mới qua, ông tặng bông rồi ông đi về. Cái gì? Nó tặng bông rồi Tám hả? Tám nhận hả? Thì ông... Nó mà biết được là tôi nói tôi phải thiệt thằng này mới được. Ông... Nè. Gì? Tôi suy nghĩ rồi. Nếu mà Tám cứ từ chối tôi hoài, mà thằng cha Tư cứ tiếp tục tới đây hoài là không xong. Ông ăn xương. Ông làm gì vậy ông Bảy? Ông làm gì thế ghê vậy? Trời ơi. Trời ơi ông Bảy. Đúng là... Tôi sẽ ăn cơm trước kẹn. Hả? Lúc đó gạo nó nấu thành cơm rồi sẽ xong hết. Chết mẹ, có cái kẹn đập đại cho đâu. Ông Bảy ơi, trời ơi. Trời ơi, ơi anh, tới đây với anh đi, Tám ơi. Không được là... Mày hả? Mày hả mày? Mày hả? Mày ngon hả mày? Mày trời ơi, mày Bảy. Ngon hả? Mày ngon hả? Ông Tư. Mày ngon hả? Mày ngon hả? Ngon mày đụng tới bà đi. Quýnh chích mẹ mày à. Thấy chưa? Thấy sói ca chưa? Trời ơi. Nó đi chưa? Đi rồi. Nó đi chưa? Đi rồi. Nó đi rồi. Đứng lên đi, đứng lên. Thấy không? Nãy trong cơn ghen người ta có thể dữ dằn, mạnh bạo. Tôi đâu có sợ nó đâu. Thôi đâu? Hết trời rồi thôi. Nó đâu rồi? Cái gì nó? Nó đâu? Đi rồi. Đi về rồi. Đi. Rõ là tôi thấy mà. Cái gì? Thấy cái gì? Nó đâu rồi? Đi về. Ở đây thấy không? Không? Đi về rồi. Anh ra. Đi về rồi mà. Nó đây nè. Rồi cái... Cái phím đờn. Mắt nó uổng tiền lắm. Trời ơi. Hú hồn hú vía. Nó tìm cái phím đờn mà tôi tưởng nó tìm tôi. Thôi. Sao nãy ông quay quá mà.
Ông hùng hổ quá mà. Nãy qua là sợ nó xâm hại vô con người bà, cho nên là tôi mới dữ dằn vậy thôi. Giờ tôi có cái này tôi nói, nhưng mà không biết là nói ra rồi ý của bà làm sao. Bà có chịu không? Thì nói đi. Thì giờ tôi hỏi bà luôn là bà có chịu không? Không nói thì sao biết mà tôi chịu. Nói đi. Tôi muốn... Muốn gì nói đi. Tôi muốn... Muốn gì? Tôi muốn ăn hột vịt lộn. Trời ơi vô duyên quá à. Dạo này cái tự nhiên đòi ăn trứng à. À thôi tôi nói luôn. Tôi muốn chăm sóc cho bà có chịu không? Tôi chịu rồi ông Tư. Ai cho mà chịu? Ai cho? Chết rồi. Nghĩa con mới về con. Chào bác Tư đi con. Chào bác Tư. Má nói gì má? Chào bác Tư đi con. Tôi không cần biết ai là Tư Năm gì hết trơn á. Hả? Má vừa phải thôi. Nghĩa. Má già rồi đó. Má biết. Làm gì coi được thì làm. Mà... Nha. Tôi chỉ biết ông Bảy thôi. Rồi ông Bảy. Ông lo cho tôi. Ông cho tiền tôi xài. Ông lo lắng tương lai cho tôi. Con à. Có nghe ai thì con đừng có nghe ông Bảy con. Thôi khỏi đi. Tôi lớn rồi. Tôi tự biết cái nào đúng cái nào sai. Con à. Má con nói đúng chú, đó. Chú. Nhà của tôi. Chú không được quyền nói đâu. Nghĩa. Má ngồi đó đi. Con má ngồi đó đi. Già đứng không nổi sao đứng hoài. Biết rồi. Đừng có nói với má con như vậy. Chú không có biết gì trong gia đình con hết trơn á. Chú làm ơn chú đứng qua một bên đi. Tao thấy mày mới là người không biết đó. Không biết gì? Không biết cái gì? Má. Má cái gì? Đừng nói anh Tư đừng. Hả? Con người chú phải có liêm sĩ chứ chú. Lòng tự trọng phải có chứ. Nghĩa à. Con ơi. Thôi bỏ đi, dẹp hết đi. Giống như phim Hàn Quốc ha. Già sắp bệnh chết, anh hùng tới cứu. Ở đâu ra? Con à. Nghĩa. Má, con nói thiệt má. Bây giờ con đủ lớn rồi. Con tự lo cho cuộc đời con rồi. Má không lo được gì hết. Thì má đừng có ý kiến trong cuộc đời con nữa. Nghĩa à. Mẹ im đi. Chú im đi. Nghĩa. Tôi đang là chủ em đây. Con nói chuyện. Chú lấy cái quyền gì nói chuyện thôi. Nghĩa ơi. Tao lấy tư cách là người lớn, tao nói chuyện với mày. Nghĩa ơi. Mày là thằng con mất dạy. Nghĩa ơi, con nghe lời má. Bây giờ mày chỉ biết mày lớn thôi à. Hả? Vậy chứ cái đồ gánh này nè. Bà gánh bao nhiêu chục năm để nuôi mày lớn tới giờ này. Bà gánh bao nhiêu chục năm cũng không thể nuôi lớn được tôi được. Đây là gánh hộp trình lộn thôi. Nghĩa ơi. Con ơi, con nói chuyện với người lớn không phải nói chuyện. Mày đi. Tôi chịu đựng bao nhiêu năm rồi. Bao nhiêu năm trong cái nhà này rồi tôi được cái gì? Mày. Mày là thằng con bác hiếu. Tôi bác hiếu cũng không phải là con của ông. Mày không phải là con của tao. Nhưng mà tao nói cho mày biết, mày đụng tới người đàn bà này là mày không yên với tao đó. Xin lỗi ông nha. Đây không phải là người đàn bà của ông nha. Bà không phải là người đàn bà của tao. Nhưng tao biết bà. Tao hiểu bà. Mày có biết má mày đã chịu bao nhiêu cái nhục nhã để nuôi mày lớn tới giờ này không? Anh Tư ơi đừng. Bà cứ để yên cho tôi nói. Mày tưởng tao với bà bây giờ mới yêu nhau à? Tụi tao yêu nhau từ hồi còn trẻ kìa. Nhưng gia đình bên ngoại mày vì ham giàu mà ép gả bà cho ba mày. Tới khi bà mang bầu mày, ba mày đuổi bà ra khỏi nhà. Chú nín đi, chú nín đi. Đừng tao không hết. Đừng huyễn hoặc suy nghĩ của tôi. Tôi nói cho chú biết, ba tôi chết vì lao lực lo cho tôi. Còn má tôi suốt ngày chỉ nằm ở nhà đú đỡ với ông này trong khác. Nghĩa. Bất dạy. Anh Tư, tôi xin anh đừng có đánh nó. Tôi chỉ có một mình nữa là đứa con. Má nín đi, má nín đi. Tôi nói cho ông biết nè, ngày hôm nay là ngày cuối cùng và cũng là lần cuối cùng ông bước vô trong căn nhà này. Im đi, tôi không im. Tôi đứng đây nè, ông bắt trời.
để em tôi nói. Ngày hôm nay bà không giết mày, tao cũng giết mày. Ở tù tao cũng giết mày. Tôi đứng đây cho ông giết này. Được, ông làm gì được tôi? Anh mày mất dạy hả? Nghe. Mày mất dạy hả? Mày. Tám. Khi trước gợi những hình ảnh của tím vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rước những giọt mưa ơi anh yêu.